Chào cả nhà nha. Nay tiếp tục Hận đi hâm lời cá cả nhà. Mà kỳ rồi mắc quá mắc luôn. Mà kỳ rồi cũng bị hắt cả nhà. Tại vì kỳ rồi là Hận mới vừa đặt luồng mới. Còn cái chỗ mà dính mấy em cá lóc khủng á, mới chơi còn đúng 4 cái. Mà 4 cái đó không dính. Chứ này không biết sao nữa, còn hay là đã mắc nữa cả nhà. Đây thì đồ nghề của Hận đi cũng y như thường lệ. Cái hùng quyền hội với cái bao để coi có điểm nào cuốn được thì cuốn luôn với mấy cây sậy cả nhà ơi. Mà bữa nay không biết tình hình thả hy dung nữa, cầu mong sao bữa nay Hận được trúng cả nhà. Thôi giờ thì Hận mời cả nhà theo dõi màn hình đi với Hận bữa nay, coi Hận có chinh phục được em cá lóc khủng hay là con gì khác không nha. Tới cái đầu tiên luôn cả nhà. Cái này kỳ trước là cái sặc nó vô đầy cái lờ luôn nè. Kỳ này không biết sao đây. Rồi trong lồi trong lóc vậy. Cá sặc không vậy. Trụ cư. Ủa vẫn y nguyên. Cả ký cá sặc cả nhờ. Không có em cá lóc khủng nào vô hốt nó vậy. Chắc để lại làm mồi tiếp luôn quá. Thôi để lại làm mồi tiếp luôn cả nhờ. Cái đầu tiên cái sặc thấy khủng bố thiệt. Sao có dấu cỏ đi. Cái này giống có người đi hâm của Hận mỗi ngày quá cả nhờ. Dấu cỏ đi mới ken sà ben luôn. Nguy lắm. Cái này sao đây, kỳ trước cũng cá sặc một lùi nè. Đi bài luôn. Không khác chút nào. Quá chừng quá đắt cá sặc. Để đặt lại luôn đi. Đặt lại cầu mong chuyến sau có cá khủng. Khui tiếp cái nữa anh em ơi. Cái này sao lục cái cộng lục bình nó chỉ vô cái hôm luôn rồi. Không, đúng rồi. Kiểu này dính cá ra hết luôn. Ê, con ếch nữa. Trời cô. Cộng lục bình chỉ vô hôm kiểu này có dính cá cũng ra hết cả nhờ. Đúng thiệt luôn á. Ra sạch sẽ còn có đúng con cá rô ốm đói vậy. Trời cơ. Công lục bình mắc nết thiệt chứ. Khuôn cái nữa anh em ơi. Ây da. Ờ cái này sao trống lơi trống lóc vậy. Trống bị hâm quá ta. Rồi này bị người ta hâm rồi cả nhà ơi. Phải không?
Nó khó hiểu quá vậy. Thôi lỡ để anh cử nó xem sao. Ê, thằng thấy mới có tìm lên nó mộng biến sao. Chỗ kia hả, dính hai cái cá sặc, còn hả hai cái kia chết quớt luôn cả nhà. Ê, như có người thăm dùm thận vậy đó. Chỗ này kỳ, còn chỗ này kỳ dính con chú dính gắn nước nè. Đang không biết sao đây. Ừ, tim của mấy em cá sặc. Kệ, để lại đi. Thì sao hên hên đụng cá lóc. Khui hàng cái nữa anh em ơi. Nãy giờ mấy cái chất quốc không mà không có cái nào lụm được gì hết á. Cái này Hưng thấy có tim mà mỗi biết tim cá sặc hay tim cái gì. Ý, đây được em cá chầu cứng với lại em cá chơi cả nhà. Cá chơi trắng hồi xưa quá im có là vui rồi. Thôi chỗ này chặt hẹp quá cả nhà, nên để Hưng bắt em cá chơi với em cá lóc bỏ hùng rồi mình tiếp tục nha. Đây em cá chơi với em cá chầu cứng, hai em ổn định. Khui hẹ cả nhà. Cái ngay chỗ này kỳ trước là có người thấy nè, không biết còn không. Ý còn. Ý có nhúc nhích, có nhúc nhích. Bữa là Hận Hâm là có anh kia anh đi sáng mai anh đi ngang luôn á. Mà Hâm anh này anh tốt bụng, như có dính cá gì cả nhà. Thường thấy có bóng đen đen ở dưới mà cái lờ nó giật giật nữa. Gì đây? Yến dây vô kẹo. Đợt trước cặp cá chào cũng như đây, đợt này cũng cặp cá chào như đây nữa cả nhà. Nhưng mà được em ru biển bự nữa kìa. Ngon. Đây bỏ đây để Hưng bắt nó. Để Hưng bắt mấy em mấy ra. Trời nó muốn mưa, nó hầm đuối quá đuối luôn cả nhau. Có mấy em làm biến bắt chỗ này luôn, làm biến rút đũa cả nhà. Ý. Đây một em vô, còn em nữa. Cá này là cá cỡ kho tiêu nhức nách luôn, hụ mập lúc luôn, mập u nụ nặng cái nhà. Vô thế là được ba em cá chầu cứng. Rồi em cá rô biển bự đây nè. Đây em cá rô biển quá đã luôn cả nhà. Nó cắn ngay chỗ cục thịt tai hơn nữa. Cá rô biển này mà chiên hả, muối mặn chiên ăn cơm hao cơm lắm luôn. Vô hùng quá ngon. Đây một em nữa, trên cá tuyệt vời. Rồi, để Hưng bắt em cá phi này về cho bếp ăn cả nhà. Rồi mình tiếp tục nha. Đợt này Hưng đi thấy ổn định hơn đợt trước cả nhà. Mà còn mấy cái nữa mới hết, không biết tình hình nó sao đây. Ây da. Gì vậy? Có dùng mà thấy sao nó giật nhẹ nhẹ cả nhà. Ê, có hàng cả nhà. Hưng thấy cái đầu nó trắng rồi. Hưng thấy có cái đầu nó trắng ngay chỗ này nè. Một con ha. Ê con đi. Đó. Ừ. Này thấy cái đầu nó trắng nghe nè. Với em cá rô quá đã luôn cả nhà. Ngon. Quá im.
Đợt này im hơn đợt trước nhiều. Trên cá tuyệt vời luôn. Tử thứ hai là lụm mà. Thôi, để con chơi nó vô hùng. Tiếp tục luôn cả nhà luôn. Sướng sướng rồi. Tiếp cái cuối ở điểm này luôn anh em ơi. Thấy im im rồi nha. Ủa sao cái lời này chạy ra xa dữ vậy ta? Bữa hưởng nhét nó nằm ở đây à. Sao dễ chạy ra mút rồi kia. Ý Ý Ý. Rồi rồi rồi. Tới công chuyện rồi, nó giật kìa cả nhà. Ây da. Bây giờ kiếm cái gì khều nó vô đây. Ây da. Gì đây? Trụ con rắn. Rắn nước chà bá luôn. Rắn nước chà bá luôn bởi vì nó chạy cái lờ. Nó chạy dù 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 luôn. Hổ dữ à. Rắn nước chà bá lửa luôn cả nhà. Đây. Trời đất cơ. Tưởng vô hàng khủng ai ngờ đâu vô em cắn nước. Hết ham luôn. Ui, nó hạ hồng táp kìa. Con này dữ rồi nha. Thôi, giờ để Hận xử lý em nó cả nhà. Em này dữ á. Khui hàng rồi cả nhà. Wow, lội xuống đây quá đuối. Không biết có gì không đây. Hello Moto. Vừa khô lên giá. Ngồi sao thấy chống lơ chống lóc vậy. Ồ cơ. Cái chê chui nó chui ngu. Vô nó bị dính cái ngạnh chết queo cả nhà. Để có mấy em cá sạch kìa. Để lên xử lý cái xác cá chê này chứ. Cái hôm vậy mà chui sao. Đưa cái ngạnh lên không biết nữa à. Thiệt cái tình à. Khui cái nữa anh em ơi. Cái chơi chui ngu quá. Làm chết queo. Đừng hôm vậy á. Mà đi chui sao. Dương hai cái ngạnh lên chi. Dưới. Nghe có gì đâu đây. Thấy im liền vậy. Ừ, có hàng cả nhau. Mới tung rồi. Có. Gì đây? Trời đất ơi. Hai em hát lát. Với lại em bóng tượng. Đây. Em hát lát, em bóng tượng cả nhau. Đấy. Có dính này mừng rồi. Đỡ hơn mấy kỳ trước mắc lời liên tục không được dính luôn á. Đây em bóng tượng cả nhà. Đó. Bóng tượng này cũng được. Đem về kho tiêu luôn. Chứ nhỏ nhỏ xíu hận hả luôn cả nhà. Còn hai em hát lát này đem về chiên. Thôi giờ cho nó vô hùng. Tiếp tục. Khui cái cuối cùng luôn anh em. Qua. Wow. Cái răng cỏ hết rồi. Không biết có con gì không. Rồi thấy cua. Chưa hết thấy cua. Ồ con rùa biển. Rùa biển. Ừ đúng rồi rùa biển. Rùa biển cho bá chết rồi. Hai em rùa biển. Ba em rùa biển luôn mà bắt được hai em. Còn cua thì đừng nói tới luôn. Được ba em cua. Mà cua càng kình. Chụp bá lửa luôn. Trời đất ơi, cái càng nó khủng thiệt. Đây để thằng rút ra thằng bắt em cua cả nhà xem. Em cua này cái càng khủng lồ luôn. Xuống. Ừ. Quay lại đó. Quang vậy phải được không? Đây cả nhà. Em cua cái càng chà bá lửa luôn. Cua đực.
quá đã. Cho mày vô hùng luôn. Tính sao? Vô. Còn em nữa. Đây cả nhà. Dưới em cua nhỏ bên đây nè. Còn em rô biển. Em rô biển bự. Ý. Em rô biển bự nè. Thôi, giờ để Hưng bắt hai em cá rô biển này với lại hai em cua này. Rồi Hưng đặt lại rồi kiếm chỗ Hưng tổng kết thành quả nha cả nhà. Này cả nhà. Wow. Đây, con cá của Hưng đây. Con cua khổng lồ. Đây, em cá hát lát nè cả nhà. Được hai em cá hát lát. Còn em bóng tượng. Em bóng tượng là mỗi lần thấy vô là nó phù lên vậy nè cả nhà. Phù lên chà bá lửa luôn. Em mang nó phình ra nè. Đó. Hết rồi. Chọc nó. Chọc ó nó chọc lên cái nó đỏ. Thả nó ra cái nó ấy à. Hết rồi. Vô. Đây em cá lóc này là em cá lóc bự nhất luôn cả nhà. Ui. Im con. Bữa nay không có hàng khủng. Có cỡ này là bự nhất à. Đây. Chui vô bụi. Chui vô bụi là chết luôn á. Con này dễ hoài mại. Cho mày vô hùng luôn hết dãy. Được mấy cái rùa biển. Cua. Cá lóc. Vậy là cũng ngon rồi cả nhà. Với được em cá chơi. Đi. Em cá chơi. Cái chơi trắng mình xưa á. Nó không có quay cái đầu lại. Quay đầu lại Hưng quay cho cả nhà xem cái mũi ở trên đầu nó trên đây nè. Là không có nhọn. Nó tròn tròn. Còn cá chơi lai thì nó tròn tròn. Thôi. Cử hai bên luồng mới vậy là quá im rồi cả nhà ơi. Vậy là cũng đạt rồi. Đỡ hơn hả mấy kỳ trước. Mấy kỳ trước thì có hàng khủng nhưng mà không được nhiều, mà bị mắc lời quá. Còn đợt này đi thì không bị mắc lời mà lại không có hàng khủng. Thôi kệ. Ăn cá nhỏ nhỏ đỡ mắc lời cả nhà. Cá này kho tiêu là hết bài. Thôi, giờ hâm lời cá của Hận tới đây cũng hết. Cả nhà cho Hận kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem video này hay cho Hận một like với một đăng ký để Hận có động lực làm những video mới hay chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui Hận nha. Bye. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.